Vào cuối tuần qua, tại thành phố Đà Nẵng, đông đảo các thành viên của câu lạc bộ doanh nhân 2030 cùng đại diện các mạnh thường quân đã tham dự buổi lễ xuất phát chương trình Caravan Thư viện 2030 lần thứ 8 năm 2017. Quảng Ngãi ân tình, sau lễ xuất phát, đoàn Caravan đã hướng về hai trường tiểu học là Đức Minh và Đức Hòa thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để trao tặng hai thư viện đạt chuẩn quốc gia tại đây. Hành trình Caravan Thư viện trao truyền tri thức Quảng Ngãi ân tình năm nay kéo dài 3 ngày 2 đêm từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8 năm 2017. Trong hành trình lần này, đoàn đã xác lập các kỷ lục mới như trao hai thư viện hoàn chỉnh gồm 12 máy tính, hai bộ đầu DVD, TV, bàn ghế vi tính, bàn ghế đọc sách, tủ dụng cụ, kệ sách và hơn 7.000 đầu sách cho hai trường tiểu học là Đức Minh và Đức Hòa thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, tặng 40 xe đạp cho hai trường tiểu học tỉnh Bắc và số 2 tỉnh Hà của huyện Sơn Tịnh, tặng 40 ghế đá cho 4 trường tiểu học tại huyện Mộ Đức và huyện Sơn Tịnh, tặng 1.000 phần quà gồm cặp, tập, dụng cụ học tập, bánh kẹo, kêu gọi đóng góp ủng hộ tiền mặt cho thầy cô và người dân tại huyện Mộ Đức với số tiền hơn 66 triệu đồng và 200 đô la Mỹ. Bên cạnh chương trình trao tặng thư viện, trên hành trình đặc biệt này, câu lạc bộ doanh nhân 2030 cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu với các em thiếu nhi và nhiều doanh nhân địa phương. Caravan Thư viện 2030 là chương trình do câu lạc bộ doanh nhân 2030, một câu lạc bộ của các doanh nhân trẻ, các nhà quản lý trẻ ở Việt Nam trực thuộc Saigon Time Club tổ chức. Chương trình được tổ chức định kỳ vào tháng 8 hàng năm, nhân dịp khai giảng đầu năm học mới, với mục đích chung tay cùng ngành giáo dục trong việc xây dựng thư viện, cơ sở vật chất cho các trường học ở các vùng miền xa xôi khó khăn. Đây là cái chương trình đã được câu lạc bộ doanh nhân 2020 định vị và thực hiện lần này lần thứ 8. Và sang năm chúng tôi lại làm ở đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng tôi vẫn làm thư viện, nhưng mà chúng tôi sẽ vận động thêm nhiều hơn nữa các nhà tài trợ, nhiều hơn nữa doanh nhân tham gia để chúng tôi đóng góp được nhiều hơn nữa, xây những cái thư viện to, khang trang và trang bị nhiều trang thiết bị và đầu sách cho các em hơn nữa. Trải qua hành trình 8 năm với 8 điểm đến ý nghĩa, chương trình đã mang tấm lòng, nhiệt huyết của các doanh nhân trẻ đến với các em nhỏ ở các vùng đất còn nhiều khó khăn, góp phần kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ hướng về cộng đồng, chung tay xây dựng đất nước.